Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhãn thức giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thạ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thạ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí, này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí,